làm cách nào để trả góp có lợi trong dự án động cơ của Zunup. Trước tiên, bằng cách sử dụng tùy chọn thanh toán kép. Nó cho phép bạn nhận cổ phần thưởng khi thanh toán 2 tháng đầu tiên của gói trả góp đối với một gói đầu tư mới. Bạn nhận được bao nhiêu cổ phần thưởng? Tính toán chênh lệch giữa số cổ phần trong gói đầu tư bạn đang mua và số cổ phần trong gói sinh lời nhiều hơn nằm bên cạnh trong bảng chiết khấu. Bảng tại đây, http, trên trên bit, ly trên Juno Price cổ phần thưởng là 50% con số tính được. Chúng tôi sẽ minh họa các lợi ích của tùy chọn thanh toán kép. Nhà đầu tư mua một gói đầu tư 5.000 đô la Mỹ chứa 1 triệu 40.000 cổ phần thông qua một gói trả góp 30 tháng ở giai đoạn 14. Gói đầu tư sinh lời nhiều hơn gần nhất là gói cùng giá nhưng mua thông qua một gói trả góp 20 tháng. Sự chênh lệch giữa chúng khác 10.000 cổ phần. Thường thanh toán kép, 50% của 10.000 là 5.000 cổ phần đầu tư. Bạn không phải tự tính. Số cổ phần thường sẽ được tính tự động và bạn sẽ thấy nó trước khi mua gói đầu tư. Thanh toán kép hiển thị trên trang quản trị khi chọn gói đầu tư. Chúng tôi đã chuẩn bị một video hướng dẫn chi tiết sẽ giúp bạn sử dụng tùy chọn có lợi này. Q u a n sau khi thực hiện thanh toán kép, lịch trả góp của bạn sẽ được điều chỉnh lại và lần thanh toán tiếp theo sẽ phải được thực hiện trong một tháng là khoản thanh toán cho tháng trả góp thứ ba. Tùy chọn này chỉ có thể được sử dụng một lần khi thanh toán cho gói đầu tư. Bạn có muốn tăng các lợi ích của thanh toán kép không? Hãy mua một gói đầu tư mới với mức chiết khấu của gói trả góp mà bạn đang có. Chúng tôi muốn nhắc nhớ bạn rằng tùy chọn mới này đã sẵn sàng từ khi bắt đầu giai đoạn gọi vốn thứ 14. Và đó không phải mọi thứ chúng tôi đưa ra. Tùy chọn thanh toán sớm sẽ cấp cổ phần thưởng cho những nhà đầu tư trả góp nhiều tháng cùng một lúc. Chúng tôi sẽ sớm cho bạn biết thêm. Tận dụng tất cả các cơ hội có sẵn để tăng số lượng cổ phần của bạn trong dự án động cơ của Diunop và nhắc nhở bạn bè và đối tác của